Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và đại tấu xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, tiếp tục chương trình đi thượng trang. Hôm nay đại tấu đến đây thuộc địa phận của ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì tới thượng trang như nhà đồng đạo ha. Thì đây mời chúng ta coi qua chương trình thượng trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Thật đó, ăn chung cái hàng đó. Ông quát. Quát hả? Làm trò đó. Thank you.
trang trí vô nhiều hả? Ẩm cấp nhà cho lõn rồi đậu đâm máy làm không hành cũng bộn đâu. Mới làm rồi nữa. Môi và cái chân chút nữa mấy ngày đổ chân dưới cho qua chút nữa mấy ngày rồi đó vậy mấy ngày đó Thank you.
Tôi không. Các nhà này kêu nó sẽ mời vô tiếp, không sẽ mời vô tự tính ảnh khách nhà từ thiện mình ảnh chi cho bự dưỡng thận. Nhà nào cũng nhà mà bự nó làm ngán mốt tao bì á, xếp công mà mày mang mốt cỡ hộ là sao cắt cái nhà nó bự, nhà là nhỏ thì tao không có biết mà cũng tiền của chủ nhà chứ đâu có tiền của thì nó mới hàng có mời để sao mốt tao hơn bì vậy xếp công ra cắt thôi. Đầy đủ mặt chứ mà
sát chưa? Nghe chưa? Anh bắn cái này nó rồi. Cho nó sát rồi, cho nó sát vô đoạn này đó. Tôi thích luôn á. Sai luôn, nó thích với cái miếng chằng nó luôn là ok đó, rồi đó vậy đó. Gì đó không? Rồi. Con Dũng đi đâu con ấy vòng 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 vậy đó, bò con Dũng đó đi vòng vòng đâu có mặn đâu, cứ ăn nữa rồi ngang mà con ngọt hả? Nó có mấy cút mà đi cút mà con hóa chở đồ luôn nè. Bữa nào nó mi cút nó mới lên làm tiếp thì mới ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa đi nghe. Hoàng tương đối gì được rồi. Rồi, thường coi thời cúng đã xong rồi mọi người. Rồi, Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị thì đã thượng coi cúng cho nhà đồng đạo xong rồi ha. Quay cho cô bác mình coi đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại. Nam Mô Đà Phật.